chạy bao nhiêu. Rồi chào anh em quay thái cho 10 nha. Giới thiệu với anh em có bạn nào lên đồ thái. Xe này thì chạy bị dạng là tuột nổi mòn rồi nha. Sẵn đây cho anh em sơ qua phần đồ cũ rồi đi với anh em của mình những đồ mới nha. Rồi, cái phần cái đồ cũ thì cái phần chuông bị sọc chuông nè. Đó. Mòn hết rồi nha. Phần cái bố thì bị mòn chai rồi. Xe này thì chắc là xe thì lúc mua về chưa có làm hết nha. Mòn chai hết bố rồi. Đó. À, phần cái bộ nồi sau thì nó chuyển thành màu đen nha. Bố sắt cháy màu đen thui rồi. Tại xe này trước là lớp là râu rồi nha. Đó, bố sắt hiện thui không còn cái độ bám nữa. À, phần cái nhôm nồi nó bị tình trạng là mòn hết nhôm nồi rồi. Đó, hai nhôm nồi mòn mỏng nè. Không còn cái độ phẳng ha. Đó. Cái chuồng heo thì nó bị sọc chuồng heo luôn rồi. Sọc rỡ nha và nó rơi như đang rộng rồi. Thì cấu hình này thì mình đi lại xe là full của nồi thái mới nha. Gồm phần cái bộ nồi trước nồi sau ha. Đó. Nồi trước là gồm chuông nồi nè, chuông nồi chính thái nè, trắng đẹp chinh full mới cho anh em ha. Đi lại cho anh em là phần cái bố bắc càng như thế luôn. Trắng đẹp full mới. Đó, full mới cho anh em nguyên cùng bố bắc càng luôn nha. Bộ 23 full cùng bố bắc càng mới chủ xe. À, phần cái bồi sau là gồm một cái phần chuồng heo nè, chuồng heo làm đền nồi mới luôn nha. Đó, phần chuồng heo nồi chính thái ha. Với sơn nguyên trắng đẹp full mới cho anh em. Đi lại cho anh em là bốn bố thái, ba sắt chi thái và cặp trong nồi nha, bốn là so nồi đó. Anh em mà muốn lên cái bộ nồi thái dòng quay thái 110 thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, bên mình là chuyên làm nồi cho anh em nha. Rồi chào anh em quay thái 110. Rồi chào anh em quay thái 110 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình lên cái bộ nồi thái nha. Thì đầu tiên mình sẽ cho phần cái bộ nồi sau với lại chuông nồi trước vô đó. Combo này đi là full bộ nồi mới luôn, nhìn là nhức nách ha, quá đã. À, tới phần cái cùng bố bắc càng nồi trước nha, tới lòng đền chặn phe đó, lòng đền phe, lòng đền outside, tán nồi trước nha. Đó, con này thì chủ xe chơi full bộ luôn, quá đã, nhìn là nhức nách ha. Đó, cho phần tán nồi trước vô, tới cái lòng đền nồi sau nha, lòng đền sau này thì dày hơn và tới tán nồi sau mình sẽ tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau cho anh em luôn. Dạ rồi, mình tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau nha ha. Đó, bắn nồi trước nồi sau. Để lắc lại toàn bộ lòng đề chặn phe nồi trước nha nè. Rồi, sau khi bắn nồi và lắc lại lòng đề chặn phe, mình tiến hành là lắp cái nắp lọc nhớt ly tâm nha, gồm 3 con tán siết 3 lỗ ha. Đó, thì ở giữa nó sẽ có một cái miếng răng để giữ lọc nhớt nha. Đó. Mình sẽ siết đều 3 con. Sau đó lắc lại toàn bộ 3 con ha. Cho bạch đạn nồi, còn muỗng nữa sẽ test cho anh em có hình bộ nồi dinh thái dành chiếc quay 110 nha. Đó, quay thái 110 anh em ha. Tới chỉ quay thái 110 rồi mới làm phun một thái bên Độ Xe nha. Con này xe là Độ Xe đó. Còn hết rồi, mình làm phun thái chạy bao nhẹ nhàng luôn, êm ru, không xào, không giọng, không hú nha, nhích nhẹ lên thôi đó, bao lướt gió như dòng quay thái 110 mới mua luôn ha. Đó, xe thùng này nè. Đó, cái phần cái chuồng heo cũ nó bị hư rồi, mình thay lại phần nguyên bộ nồi mới luôn đó. Giờ là lên là nhẹ nhàng xe này ha, không có sợ cái nhẹ nhàng là lì nồi nha, êm ru nhẹ nhàng lướt gió nha nha. Đó, cái nồi giờ là không nghe được gì luôn nha. Đó, êm ru hết xào hết hú luôn nha. Đó, anh em bơi thái mà chạy lâu ngày bị hú thì ghé với Độ Xe Việt Nam, bởi mình có nhận thay nhôm hú rồi làm nồi cho anh em luôn. Đó, giờ là dích nhẹ lên ha. Quá giòn, quá ok ha. Full có hình là bộ nồi chiếc quay thái 110 nha. Đó, anh em quay thái dinh thái thì cứ ghé ủng hộ mình, bao nhận làm đồ chất lượng cho anh em ha. Full nồi dinh thái. Đó, làm xong mình sẽ có hóa đơn nè, phiếu bảo hành đầy đủ để cho anh em chạy nha. Đó, trong quá trình bảo hành thì bảo hành miễn phí. Đó, giúp nhẹ lên thôi. Rồi, cảm ơn anh em quay thái 110 rất nhiều nha.